Văn Quang, chủ một cửa hàng bán thuốc trên phố Phương Mai cho biết, mỗi ngày quầy anh bán khoảng hơn 1.000 test các loại, trong đó phần lớn là kit test nhanh nước bọt. Có mặt tại quầy thuốc, chị Nguyễn Mai Hương, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng mua liền một lúc 100 kit test nhanh nước bọt. Chị cho biết, test nhanh nước bọt cho kết quả nhanh chóng trong 15 phút, độ nhạy khả năng phát hiện bệnh đạt 96,73%, độ chính xác của xét nghiệm theo quảng cáo cũng đạt 100%. Đặc biệt, chị rất sợ ngoài mũi vì đau đến choáng váng, nên loại test nước bọt giải tỏa được nỗi ám ảnh này. Tét nước bọt rất dễ dàng khi lấy bệnh phẩm, không gây khó chịu kể cả với trẻ em. Đa phần khách tới hỏi mua tét đều được hiệu thuốc tư vấn mua tét nước bọt vì tiện dụng. Theo anh Quang, giá bán lẻ kit tét nhanh nước bọt dao động từ 80 đến 100 000 đồng tùy số lượng, đắt nhất là loại được cấp phép giá bán 120 000 đồng. Những loại rẻ hơn trên thị trường cũng có nhưng là hàng không được cấp phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trên các trang bán hàng trực tuyến, kit xét nghiệm nước bọt được bán với nhiều giá từ 60.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng. Ví dụ, một loại kit xét nghiệm xuất xứ từ Trung Quốc được giao bán lẻ 60.000 đến 105.000 đồng một kit, mua nguyên hộp gồm 20 kit, giá bán sẽ là 62.000 đến 75.000 đồng một kit, rẻ hơn so với giá kit test dịch tự hầu. Liên quan tới sự việc, Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế công cộng trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết Mua kit test về để sẵn ở nhà thực ra không cần thiết. Phó giáo sư cho rằng hiện tỷ lệ tiêm chủng cao với những gia đình không có người già, không có bệnh lý nền thì không cần thiết phải mua test về nhà tự. Phó giáo sư Dũng chỉ khuyến cáo những người làm trong các cơ sở y tế tham gia chống dịch, tiếp xúc với nguy cơ nhiều thì mới cần test để tránh lây nhiễm cho người khác. Hiện có nhiều loại kit test được giao bán. Phó giáo sư Dũng bày tỏ lo ngại nếu người dân đổ xô đi mua thì nguy cơ mua phải hàng trôi nổi rất lớn. Ngoài ra, tay nước bọt cũng tiềm ẩn nhiều những nguy cơ bởi lẽ test nhanh kháng nguyên bằng nước bọt được ra bán hiện nay chủ yếu là test nước bọt có xuất xứ từ trung quốc có độ nhạy rất kém những sản phẩm này chưa được bộ y tế cho phép lưu hành ông dũng cho biết thêm với một số người bị kích ứng mũi dễ chảy máu cam không thể lấy mẫu vùng tị hầu họ bắt buộc phải lấy mẫu nước bọt về cơ chế test nhanh kháng nguyên bằng nước bọt có hiệu quả rất kém do virus không nhân bản trong họng mà nhân bản trên tế bào đường hô hấp như mũi tị hầu phế quản khi lấy mẫu bằng nước bọt, nồng độ virus sẽ bị hòa loãng. Do đó, chỉ có thể phát hiện nếu virus nhiều, độ nhạy của test rất thấp, dễ xảy ra sai sót. Một số quốc gia cho sử dụng test nước bọt, tuy nhiên phải hiểu đúng đó là test nước bọt cũng chia làm hai loại test nhanh và test PCR. Các công trình nghiên cứu quốc tế đã cho thấy test nhanh kháng nguyên và PCR bằng nước bọt có độ đặc hiệu, độ chính xác rất kém, kém hơn so với lấy mẫu vùng tị hầu. Bởi vậy, nhiều nghiên cứu đã loại bỏ việc làm test nhanh kháng nguyên bằng nước bọt. Ngày 22 tháng 12, Sở Y tế Hà Nội ban hành quyết định về quy trình triển khai chương trình sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir có kiểm soát trên cộng đồng cho F0 thể nhẹ tại Hà Nội. Quyết định này thay thế quyết định của Sở Y tế trước đó vào ngày 13 tháng 12. Theo Sở Y tế Hà Nội, thuốc dùng trong chương trình là thuốc Monopiravir dạng viên hàm lượng 200 mg hoặc dạng viên hàm lượng 400 mg. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở tham gia chương trình sử dụng thuốc kháng virus Monopiravir có kiểm soát trên cộng đồng cho người mắc COVID-19 F0 thể nhẹ tại Hà Nội triển khai thực hiện theo đúng quy trình theo hướng dẫn của bệnh viện Phổi Trung ương cùng cục khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế phê duyệt. Tiêu chuẩn bệnh nhân được tham gia chương trình là người có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc PCR dương tính trong vòng 5 ngày từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên đối với các trường hợp trên 50 tuổi hoặc có bệnh nền, cam kết đồng ý tham gia chương trình và không có các chống chỉ định sử dụng thuốc. Trong trường hợp bệnh nhân được cách ly điều trị tại nhà, phải có quyết định hoặc văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho cách ly tại nhà. Bước 1. Phân phối thuốc. Bệnh viện Đa khoa Đống Đa phân phối thuốc Monopiravir cho các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện. Bước 2. Sàng lọc bệnh nhân. Trạm y tế cấp xã, bao gồm cả trạm y tế lưu động, lập danh sách bệnh nhân đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình, thực hiện việc khám sàng lọc, lập hồ sơ bệnh án, các trường hợp đồng ý cam kết tham gia chương trình gửi trung tâm y tế tuyến huyện đối với việc sử dụng phần mềm, hướng dẫn bệnh nhân cập nhật thông tin qua mã QR code do bệnh viện phổi cấp và khai báo trên app để xác nhận. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh được phân công tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, thực hiện điều trị cho bệnh nhân theo các quy định tại sổ tay hướng dẫn chương trình sử dụng thuốc Monopiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc COVID-19 thể nhẹ tại 5 tỉnh. Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Khánh Hòa và Đà Nẵng do bệnh viện Phổi Trung ương ban hành. Bước 3, trạm y tế liên hệ với trung tâm y tế lĩnh đủ số lượng thuốc điều trị cho bệnh nhân theo danh sách và cấp cho mỗi bệnh nhân 40 viên Monopiravir loại 200mg, ngày uống 2 lần, mỗi lần 800mg tương đương 4 viên, uống trong 5 ngày. Tiến hành cấp phát thuốc, hướng dẫn bệnh nhân dùng thuốc, hàng ngày liên hệ với bệnh nhân trực tiếp hoặc qua điện thoại, ghi nhận các sự cố bất lợi nếu có trong vòng 14 ngày. Bước 4 các đơn vị bao gồm cơ sở điều trị và trung tâm y tế cấp huyện cử cán bộ phụ trách nhập liệu hàng ngày lên phần mềm trực tuyến thực hiện báo cáo định kỳ và lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định trung tâm y tế thường xuyên giám sát hỗ trợ trạm y tế trong quá trình triển khai chương trình về công tác cấp cứu chuyển viện các trường hợp bệnh nặng đối với bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các cơ sở nếu vượt quá khả năng điều trị thì chuyển bệnh nhân lên các quận huyện được phân công tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid 19 ở tầng cao hơn theo tháp điều trị ba tầng của bộ y tế Đối với bệnh nhân đang điều trị tại nhà, trạm y tế cấp xã chịu trách nhiệm sơ cấp cứu, chuyển các bệnh nhân có chuyển biến nặng đến các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân. Về việc thu hồi thuốc, trong trường hợp bệnh nhân không dùng hết thuốc hoặc ngừng thuốc vì có bất cứ lý do gì, người bệnh cần trả lại số thuốc chưa dùng kèm theo phiếu xác nhận trả thuốc, ghi rõ số lượng thuốc còn lại và ký tên vào phiếu. Trạm y tế tập hợp các phiếu xác nhận trả thuốc gửi trung tâm y tế để lưu hồ sơ các viên thuốc đã phát nhưng chưa sử dụng sẽ được trả cho trung tâm y tế tập hợp để gửi về bệnh viện đa khoa đống đa thực hiện thủ tục hủy thuốc theo quy định Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sau thông tin báo chí phản ánh về tình trạng giao bán thuốc điều trị COVID-19 tại địa phương này. Ngày 7 tháng 12, Cục Quản lý Dược có công văn gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm tra, xác minh việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng, thuốc chưa được cấp phép điều hành trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Theo văn bản này, một báo điện tử có bài viết với nhan đề ra bán thuốc chữa COVID-19 tràn lan ở Sài Gòn, phản ánh việc lợi dụng tâm lý lo lắng và nhu cầu dự trữ thuốc điều trị COVID và tình trạng thiếu hụt túi thuốc C, gói thuốc được cấp cho bệnh nhân COVID-19, có chứa thuốc Menupiravir. Một số đối tượng trên địa bàn đã ra bán trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến các loại thuốc điều trị COVID-19 có dược chất Menupiravir hoặc thuốc nước ngoài có chứa dược chất Menupiravir, Favipiravir chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Theo Cục Quản lý Dược, việc mua bán, sử dụng các loại thuốc không được phép lưu hành trên thị trường là vi phạm nghiêm trọng quy định của luật dược và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân, giảm hiệu quả phòng chống dịch và nguy cơ thuốc giả, thuốc nhập lậu. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, thực hiện nghiêm luật dược năm 2016 và chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật trong thử nghiệm lưu hành thuốc điều trị COVID-19, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn khẩn trương kiểm tra việc phân phối cấp phát sử dụng thuốc điều trị monuperaver đang được thử nghiệm lâm sàng tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tránh thất thoát thẩm lậu thuốc ra ngoài thị trường Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự, chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Đồng thời, tham mưu cấp có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố như Ban chỉ đạo 389 thành phố, Công an thành phố và các cơ quan chức năng khác kiểm tra, xác minh việc đăng tải các thông tin liên quan đến mua, bán điều trị thuốc COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng và thuốc không có nguồn gốc xuất xứ thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác, xử lý nghiêm để dân đe các trường hợp vi phạm. Thành phố Hồ Chí Minh quyết kéo giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19. Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ra soát, kiểm tra tình trạng thiếu hụt túi thuốc C tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Nếu có tình trạng thiếu hụt, Sở Y tế chủ động có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu hụt để kịp thời cung ứng đầy đủ thuốc điều trị cho bệnh nhân F0. Ghi nhận những tuần gần đây, F0 tử vong tại hầu hết các bệnh viện, trung tâm hồi sức tích cực và đang có xu hướng tăng. Số bệnh nhân nhập viện cũng tăng trở lại. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tập trung vào chiến lược điều trị F0 tại bệnh viện, đồng thời quản lý F0 nhẹ, không triệu chứng tại nhà. Về việc tiêm vaccine liều bổ sung, sở đang trình kế hoạch với dự kiến sẽ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, có tình trạng suy giảm miễn dịch đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Đối với liều nhắc lại, sẽ được tiêm cách mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 6 tháng. Nhóm được ưu tiên là người bệnh nền, người từ 50 tuổi trở lên và lực lượng tuyến đầu chống dịch.